Mình xin chào các bạn nha. Chúc các bạn một ngày mới thật là nhiều sức khỏe nha các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn một cái video là mình mới phát hiện một cái hang này. Còn cái hang này các bạn, hang là mình nghi là có con nhện khổng lồ ở trong này, do nó có màng nhện ra các bạn, là mình nghi có con nhện đó. Cái hang đó các bạn rất to này các bạn. Hang là mình nghi có con nhện khổng lồ ở này. Con nhện này nếu mà bắt to lắm các bạn, nhện này mà nếu bắt được là to khủng luôn à. Vì cái hàng là to lắm, hàng to hàng to 5-6 phần luôn, to giờ nếu mình đào lên thứ con nhện này, bắt con nhện này thứ các bạn thấy như thế nào đó, quan sát các bạn thấy hàng. Rồi, bây giờ mình chuẩn bị mình đào nha các bạn. Giờ mình bắt đầu mình đào nha các bạn. Mình chuẩn bị dụng cụ rồi, xà beng rồi. Mình đào thử như thế nào. Thử cái hàng này nó có con nhện không rồi không? Mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Giờ mình đào nha các bạn. Con nhện khủng luôn nè các bạn, nhện to phê, hai ngón tay này các bạn, nhện to gốm lắm, nó ớn biết sâu là cạn là không biết.
Wow, mệt rồi các bạn ơi, uống miếng nước hả? Các bạn uống nước nha. Nhọn này là bắt được là con nhọn này ngon lắm nha các bạn, rất kinh khủng là ngon. Dạng này là dạng đặc sản này chưa, mới đào ăn chút mà mệt quá các bạn ơi. Chứ rồi bây giờ mình đào tới mình quay tiếp nha các bạn. Đó, bây giờ mình nghĩ mà rồi bây giờ mình đào một tên nữa nha các bạn, đào một tên nữa hứa tới không. Thôi đến này, thưa, thôi nén nha bạn. Đến bây giờ 10 giờ 11 giờ, có 10 giờ 11 giờ nén. Hay ở quê mình hay mùa đây mùa nén nha các bạn, nén lắm. Lứa tay hết và xước vào tay hết, hốt đất xước vào tay. Xước vào tay. Giờ mình đào tới rồi các bạn. Mình đã thấy nó rồi á. Ở mình kiếm cái coi thứ cái que thứ mình cậy nó ra để coi à. À, để que ra đó mình cậy nó ra. À, khung cảnh núi rừng này các bạn, rồi nó trong một cái đám quýt, quýt của người ta, quýt đàn nó cũng nói rồi các bạn. Tiệm bóng nấu hoặc là bỏ đây. Về xuống này mình có mấy cái tờ tay à.
mình đây này các bạn. Mình ở quê đó. Bây giờ ở đâu mình cây gôn nhỏ nó ra các bạn xem nha. Đây các bạn, à, nó rồi, à, nó đó các bạn thấy chưa? Wow, con nhỏ này gơ lắm nha các bạn. Của mình kỹ ra các bạn xem này, nó ràng ở đó, nó ràng này, đúng vậy này. Wow, coi các bạn, nó bạn thấy con nhện chưa? Đó, nó khủng luôn, nó ra nó sợ lắm các bạn. Ống hàng nó ra nó sợ lắm. Ồ, có trứng, có trứng. Ô, nó kèo trứng nó lên hả các bạn? Ủa trứng này các bạn ơi. Ồ, nó sợ mất con nó ha. Đó, sợ mất con nó các bạn ơi. Ồ, nó ham con ưa. Lợn này to lắm nè các bạn. Wow, còn nếu các bàn tay mình này, ngừ quá các bạn ơi. Ừ, các bạn thấy chưa, con nhện này là ngon lắm nha các bạn. Nhận là mình coi kênh YouTube của Hùng Nam chứ Cú Đấm Thép các bạn, thấy có quay có anh à. Bạn thấy rõ không biết, ở dưới hàng bạn thấy rõ không biết. Ê, 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 nó chạy, nó chạy. Không bỏ trứng nữa nè. Ham, hàm trứng gương các bạn. Giờ mình bắt nó, mình bỏ ra cái tô rồi này các bạn. Tô ở đây mình nó nằm muốn đầy cái tô này. Nó rất ham con này các bạn. À, các bạn coi này. Wow, cái rình nó là này. Con này nó cắn một cái chắc có khả năng chết rồi các bạn, chết rồi mất. Chắc con này chắc cũng không không độc rồi. Bò gừa lắm cái chừng nó cũng bệnh cái quê đây các bạn, chừng gừa. Wow, hai cái gói nó này các bạn, hai cái rình nó này, hai cái rình nó rồi. Wow, ghép lần về ham cồn lắm, nó chạy, nó chạy, nó chạy, chạy các bạn, chạy. Chưa dám chạy, mình dám mấy không bỏ con nó ra. Ừ, nó bật ra. Xuống hàng đó lại, xuống hàng đó lại. Lồng lá gương.
Giờ mình quay xong rồi các bạn, bây giờ mình xin trái nó giờ tự nhiên của nó ở ngay các bạn. Rồi, giờ mình thả nó xuống đây, cho nó đi. Nó đi nó đùng thì nó đùng hàng khác các bạn, nó đùng hàng được đó, đó tự nhiên nó đi đá vô trong một cái lùm rồi. Bây giờ mình xin chào các bạn xem video mình, các bạn ủng hộ cho mình một like, một đăng ký nha các bạn. Mình xin cảm ơn các bạn nha. Mình xin chào các bạn. Nó đi, giờ nó đi các bạn. Video này mình quay cho các bạn. Bạn đừng nên làm theo mình. Quay đó các bạn xem thôi. Nó lên nè các bạn. Này con nhỏ này nghe các bạn, nó ở cái môi trường rất là coi như trong sạch chứ có nó nghe các bạn. Môi trường mà ô nhiễm là không bao giờ con nó ở. Mình nói sờ nhúc môi trường thật là trong sạch.